buồn như chiều rơi, như trong đêm khuya những bước chân qua thềm gợi niềm thương nhớ vô vàn. Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay tôi sẽ dẫn các bạn chơi một ca khúc Bolero sáng tác của nhạc sĩ Anh Việt Thu, ca khúc mang tên Hai Vì Sao Lạ. Thì ở đây tôi sẽ dẫn các bạn chơi cả câu intro cho đầu, cả phần đệm hát, trong đó có cả phần chạy bass khi chuyển hợp âm giữa các câu hát như các bạn vừa thấy đó. Ok, không lâu thôi nhỉ nhằng, chúng ta đi thẳng luôn vào vấn đề. Các bạn xem video thấy hay thì đừng quên bấm like và chia sẻ video cho mọi người cùng biết. Bạn nào chưa bấm đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để theo dõi các video tiếp theo. Rồi, với bài này chúng ta sẽ chơi ở tông re trưởng. Trước tiên là tôi sẽ hướng dẫn các bạn chơi câu intro trước, lát nữa sẽ hướng dẫn về cái phần đệm hát sau. Về câu intro này ấy, thực chất là những cái câu chạy nó chúng ta sử dụng những cái câu chạy bass, chúng ta chạy bass chúng ta chuyển giữa các hợp âm, chúng ta chạy một loạt như thế, chúng ta sử dụng nó làm cái câu intro luôn. Thì với bạn nào mà thường xuyên theo dõi các clip của tôi ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể tự chạy được cái câu này. Tôi đã hướng dẫn khá nhiều về các cái câu chạy bass khác nhau ở các tông nhạc khác nhau rồi. Thì ở đây bạn nào chưa thể chạy được thì tôi hướng dẫn các bạn này. Đó, câu đầu tiên sẽ như sau. Đó thì trước tiên chúng ta bấm vào hầm rê trưởng để chúng ta đánh bát 3 2 1 chát, rất đơn giản các bạn nhé, dễ thôi. Bát ở rê trưởng thì bát ở dây số 4, bát 3 2 1 chát, sau đó chúng ta đánh này rê mi fa, rê mi fa fa thăng các bạn nhé, fa thăng ở đây tôi đọc gọn là fa. Rồi còn pha các bạn hiểu là pha thăng các bạn nhé. Rê mi pha, đây mi là ngăn 2, pha thăng là ngăn 4. Rê mi pha, rê, rê là dây vuông đấy. Sau đó cuối cùng chúng ta bấm vào hầm si thứ, chúng ta là gảy dây số 5, ta có nốt xì. Hầm si thứ thì ngón chặn đây, ngăn 2, ngón bấm đây dây số 2, ngón bấm đây dây số 4 và ngón bấm đây dây số 3. Chúng ta gảy dây số 5, chúng ta có nốt si. Si 3 2 1 chát, 3 2 1 chát, chát là chúng ta kéo đồng thời 3 dây 1 2 3 đấy. Thì chúng ta sẽ có câu chạy bass đầu tiên này như sau này. Rê 3 2 1 chát, rê mi fa, rê si 3 2 1 chát. Đó. Chúng ta làm nhiều lần thì nó nhanh nên nó sẽ quen thôi. Ok, chúng ta cùng sang câu tiếp theo. Câu tiếp theo chúng ta sẽ chạy như sau. Đó. Thì cái câu trước ấy, chúng ta đang bấm vào hầm si thứ như này. Thì chúng ta lại gảy dây số 5, ta có nốt xì. Xì, đô, sau đó chúng ta chuyển này. Hoặc chúng ta cứ để nguyên vậy, hoặc chúng ta nhả tay ra, chúng ta gảy vậy cũng được. Chúng ta bấm vào nốt xì dây. Đó. Dây số 5 này, xì, đô, đô thăng các bạn nhé. Tôi xin nhắc vào trong cái hợp âm rê trưởng này, chúng ta có hai cái nốt là pha thăng và đô thăng. Tôi đọc gọn là pha và đô, các bạn hiểu là pha thăng và đô thăng. Tôi xin nhắc lại, tôi đọc là pha và đô, các bạn hiểu là pha thăng và đô thăng. Tôi đọc thế cho gọn các bạn nhé. Đó. Chúng ta có là si đô đô đây, đô thăng là ngăn số 4 của dây số 5. Đó. Si đô rê, rê là dây bung số 4. Đó. Si đô rê, si son. Si đây và son. Son là cái dây số 6 này. Đó. Si đô rê si son. Sau đó chúng ta nhanh tay, khi chúng ta bấm được nốt bass son ở đây thì chúng ta nhanh tay, chúng ta dùng ngón út chúng ta bấm vào cái dây số 1. Đó, ngăn số 3 ở dây số 1 nữa. Thì chúng ta 3 2 1 chát. Đó thì ta có này. Sau đó ta đánh cái đoạn tiếp theo này. Cái này này, son la si, son đây dây số 6, la si là dây số 5. Sau đó son la đấy, son. Nó chỉ có 3 nốt như vậy thôi. Son la si, son la, rất đơn giản thôi. Thì khi đánh cái nốt la cuối cùng, la là dây bung số 5 các bạn nhé. Thì chúng ta bấm luôn hầm la trưởng, ngón bấm dây số 4, ngón bấm dây 3, ngón bấm dây 2. Chúng ta la, chúng ta 3, 2, 1. Đó. Cả cái đoạn này này. Đó.
ta cùng chơi lại từ đầu đi nhé. Đấy, tôi vừa chơi vừa đọc nốt thì các bạn một lần nữa này. Rê 3 2 1 chát, rê mi fa rê si 3 2 1 chát, si đô rê si son 3 2 1 chát, son la si son la 3 2 1. Nó lại này. Sau đó ta sang câu intro cuối cùng. Câu intro cuối cùng thì rất đơn giản thôi. Thì câu intro này là si đô rê, là si đô, là si nặng. Tôi xin nhắc lại là đô thăng các bạn nhé. Là si đô rê. Gảy cái nốt bát rê này, chúng ta nhanh tay bấm hâm rê trưởng. Đó. Rồi chúng ta rê, rê rất là bát đấy. Rê 3 2 1 chát, bum chát, bum chát, bum, là chúng ta vào điệu bolero để chúng ta hát luôn đó. Thì chúng ta chơi, sau đó chúng ta hát đây, chúng ta cùng chơi lại cả nguyên cái câu intro từ đầu đến cuối, chúng ta vào hát để các bạn dễ tưởng tượng này. Ok, chúng ta cùng chuyển sang hướng dẫn chi tiết về cái phần đệm hát. Và về cái phần đệm hát này các bạn nhé, các bạn chỉ cần bấm được một số hợp âm rất đơn giản thôi. Rê trưởng, ngón đây dây 3, ngón đây dây 1 và ngón đây dây 2, bát chủ dây số 4. Rất dễ thôi. Hợp âm si thứ tôi vừa hướng dẫn các bạn rồi, bát chủ dây số 5. Hợp âm la trưởng tôi cũng vừa hướng dẫn các bạn xong, bát chủ cũng ở dây số 5. Hợp âm pha thăng thứ, đây ngón chặn đây ngăn 2, ngón đây dây 5 và ngón đây dây 4, bát chủ dây số 6. Chỉ nhiêu đây hợp âm thôi là chúng ta có thể chơi được bài này, không cần nhiều hợp âm các bạn nhé. Ngoài ra hợp âm mi thứ này, ngón đây dây 5, ngón đây dây 4 các bạn biết rồi, bát chủ dây số 6. Chúng ta chỉ cần nhiêu đây hợp âm là chúng ta có thể chơi được. Đó. Thì khi các bạn vào hát này, người bên. Đó, chúng ta chạy như thế. Tức là về bản chất ấy, chúng ta người về thì sau khi rê trưởng thì chúng ta chuyển sang si thứ, chúng ta mới hát một mùa thu gió heo mây. Tức là sau khi người về xong chúng ta chuyển qua si thứ, rồi chúng ta một thu gió heo mây, chúng ta mới lên pha thăng thứ. Nhưng mà khi mà chúng ta chuyển từ rê trưởng sang si thứ ấy, là chúng ta phải chạy câu bát. Tôi làm mẫu này, người về một mùa thu gió heo mây. Đó thì các bạn thấy đấy, sau khi về, sau khi đến chữ người về thì chúng ta chuyển sang si thứ, từ rê trưởng chúng ta chuyển sang si thứ, một thu gió heo mây chúng ta mới lên pha thăng thứ. Tuy nhiên là chúng ta chuyển từ cái rê trưởng sang si thứ là chúng ta phải chạy bát các bạn nhé, để chúng ta nó mới hay được. Đó thì ta có này, người về thì chúng ta về là chúng ta đánh bát chủ này, 3 2 1 chát bùm, 3 2 1 chát bùm là chát bùm, là chúng ta chát chát bùm, là chát bùm dây số 5 này, người về. Đó, người về chát. Đó, chúng ta rê si, rê đô si, người về 3 2 1 chát. Tôi đọc rồi. Để cho các bạn dễ tưởng tượng thì tôi đọc cái tên của cái dây, tên dây, tên nốt thì các bạn dễ tưởng tượng nhé. Người về 3 2 1 chát la, chát rê đấy, chát la tức là chát dây số 5 đấy. Người về tăng 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 chát la chát rê đô si. Người về chát là chát rê đô si, rê đô si
si thì các bạn quen, các bạn chạy bass nãy giờ các bạn biết rồi, rê là 4, dê 4 này, đô si. Thì khi đến nốt si này chúng ta bấm hầm si thứ và chúng ta lại tiếp tục hát này. Người về chát là chát rê đô si, mùa thu gió heo mây đó. Người về một mùa thu gió heo mây, về đâu đó. Thì mùa thu gió heo mây là pha thăng thứ xong. Thì sau khi là đánh pha thăng thứ xong, chúng ta lại chuyển sang rê trưởng, chúng ta lại chạy bát tiếp các bạn nhé. Một mùa thu gió heo mây, chát nằm chát đó. Một mùa thu gió heo mây, chát nằm chát pha mi rê đó. Pha mi rê là pha mi rê, pha thăng mi rê đấy nhé. Pha mi rê đó. Một mùa thu gió heo mây, chát nằm chát pha mi rê. Thì khi đến nốt rê chúng ta bấm rê trưởng, chúng ta tiếp tục đó. Một mùa thu gió heo mây, chát nằm chát pha. Chúng ta bấm như này, chúng ta gảy dây số 4 là pha thăng thôi. Pha mi rê đó, rất là đơn giản các bạn nhé. Người về chát là chát rê đô si, một mùa thu gió heo mây, chát nằm chát pha mi rê. Về ta lại chạy tiếp này. Về đâu bài một chát năm chát son pha mi đó. Về đâu chát năm chát son pha mi. Son đây, son là cái hợp âm son trưởng này, là đây nhá, khi tôi bấm các cái hợp âm son trưởng la trưởng tôi bấm, tôi luôn luôn giơ ngón trỏ ra ngoài để các bạn nhìn cho rõ, tránh tiền việc là tôi để ngón tay đây các bạn nhìn không rõ là cái ngón này có bấm ở đâu không, cho nên để chắc ăn tôi cứ như giơ ngón này ra ngoài để các bạn nhìn cho nó rõ đó. Về đâu là chúng ta son trưởng này, trong 3 2 1 chát năm, chúng ta bấm như này chúng ta chát năm, chát năm chát son pha mi. Chúng ta đang bấm như này thì dây số 6 là nốt son đó. Rồi chúng ta lại bấm lên ngăn 2 là nốt pha thăng, chúng ta nhả ra là mi đó. Thì khi mi này chúng ta bấm mi thứ luôn, ta có này. Về đâu đó. Về đâu chát năm chát son pha mi. Về đâu có như trăng nhưng vì sao long lanh đó. Cái này chúng ta cũng vậy, vì sao long lanh là son trưởng, xong chúng ta cũng chát năm chát son pha mi đó, đều như vậy các bạn nhé. Về đâu có như trăng nhưng vì sao long lanh, cứ tiến một đêm không trăng đó. Từ đoạn này về sau thì chúng ta chơi rất là dễ thôi, chúng ta chú ý cái đoạn đầu tôi làm lại đấy nhé. Người về chát năm đấy, chát năm tức là chát dây số 5 các bạn nhé. Người về chát năm chát rê đô si, một mùa thu gió heo mây, chát năm chát pha mi rê. Về đâu chát năm chát son pha mi, có như trăng nhưng vì sao hôn long lanh son pha mi, đưa tiến người một đêm không trăng đó. Tôi làm lại và tôi không đọc nữa, các bạn nhìn theo dõi kỹ thế này nhé. Người về một mùa thu gió heo mây, về buồn như chiều rơi, như trong đêm khuya, nhưng bước chân qua thềm gợi niềm thương nhớ vô vàn. À, cái câu này thì chúng ta sẽ như sau: niềm thương nhớ vô vàn. Niềm thương nhớ vô vàn là chúng ta đánh rê 321 này, chát rê 321 chát các bạn nhé, rê 321 chát. Sau đó chúng ta chuyển nhanh tay hợp âm son trưởng đó. Chuyển tay hợp âm son trưởng chúng ta đánh đó,
Si cha, si tức là dây số 5 này, năm cha son đấy, năm cha la son la đấy. Chuyển lên hợp âm son trưởng, năm cha, sau đó la là dây số 5 đấy, la son la, rất đơn giản thôi, la son la. Thì đến cái đánh nốt la cuối cùng chúng ta bấm âm la trưởng, chúng ta gảy tiếp tục này, năm cha la đấy, năm cha la son la. Nói lại câu này đấy nhé, gửi niềm thương nhớ vô vàn, gửi niềm thương nhớ vô vàn, người về đó lại đấy nhé, gửi niềm thương nhớ vô vàn, ba hai một chát năm chát la son la đó, gửi niềm thương nhớ vô vàn, người về đường đi kết gió trăng sao, người đi có biết trăng trong chiều nay. Về chừng thời gian ngưng trôi như quên đêm khuya, để gió sương theo thùa làm ướt pháo ai mềm, người về chiều mưa hay nắng sao để khói làm chiều như sẽ trùng màu không gian. Thì cái đoạn này trở đi đấy, chúng ta từ người về chiều mưa hay nắng là chúng ta chơi điệp khúc, các bạn có thể rải đều như vậy đến hết bài cũng được, đến hết bài cũng được, không sao cả. Hoặc các bạn có thể quạt nhé, người về chiều mưa hay nắng để khói làm chiều như xe trùng màu không gian, người về dòng sông tương nhớ để bên vắng con đò buồn vương người như hay chăng. Thì cái này ấy, hợp âm điệu hát thì các bạn cứ kéo xuống, tôi để dưới phần mô tả tôi ghi hợp âm điệu hát từ đầu đến cuối, các bạn cứ điện theo. Đó, rất đơn giản, tôi ghi hợp âm chi tiết rồi, các bạn lưu ý các bạn kéo xuống dưới để xem hợp âm dưới đó nhé. Hợp âm một số trang web người ta phối thì nói chung là nó không được như ý lắm. Đó thì các bạn kéo về hợp âm đấy là dưới phần mô tả, còn cái điệu quạt này tôi đã hướng dẫn chi tiết, chúng ta phải có một clip riêng, chúng ta phải có một clip riêng để chúng ta tập cái điệu quạt này các bạn nhé. Đó thì các bạn click vào cái clip hiển thị trên màn hình đó, hướng dẫn quạt chả rumba đó, quạt chả bolero này đó, thì chúng ta tập quạt. Còn các bạn chưa tập quạt thì các bạn cứ rải, các bạn hát đầu đến cuối, rất là đơn giản thôi. Xin chúc các bạn thành công.